Nè, các em quan sát cái hình bên con chuột thời gian rơi nè. Những cái thư mục nào mà nó chứa thư mục con á, những cái thư mục nào mà bên trong thư mục đó còn chứa thư mục con á, thì nó sẽ có cái dấu mũi tên như thế này. Đó, nó báo hiệu cho người dùng biết là à, trong này còn chứa thư mục nữa đó. Còn những cái thư mục nào mà nó không có dấu mũi tên này, là nó chỉ có lòng toàn chứa tập tin thôi, thì lít chứa thư mục này nè, nó đâu có thư mục đâu, nó chỉ có tập tin thôi. Nhớ hay, ví dụ như program là trong cái thư mục program nó chỉ có tập tin thôi và nó không có thư mục. Còn những cái thư mục như thế này nè, ở một cái giống mô tên thế này thì nó sẽ bao gồm các thư mục con trong đó nữa. Nhớ ha. Đấy. À, dạ, quan sát cái thầy chỗ này xíu ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ vô trong này. À, trong này nó có rất là nhiều tập tin với các tên khác nhau. Nếu mà thầy để ở chế độ detail á thì mình coi rất là rõ. Nghe chưa? Đây là ngày tháng năm, đây là loại tập tin, nghe chưa? Đó, tập tin nào giống nhau nó gồm một cục nè, ví dụ như hình ảnh nè, tập tin của Microsoft Excel nè, tập tin PowerPoint nè, tập tin Word nè, nó hiện tên cho mình và nhìn ở cái cột size này mình biết là loại tập tin gì. Tuy nhiên thì đôi lúc người ta cũng đổi cái giao diện xem để người ta đánh đố mình, thì có thể người ta chuyển sang cái loại size này, nhưng mình quan sát mình cũng có thể thấy được. Đó, đây tập tin của Microsoft Word nè, đây, nhìn như thế nào, và kích thước nó bao nhiêu nè. À, tập tin của PowerPoint nè, đây là file nén, file nén một tí nữa thầy giới thiệu sau. Đây là file hình ảnh cái đuôi mặc định của nó là ZBrowser. Nha, đây là file Excel. Còn file e.exe là file cài đặt một phần mềm nào đó. Em chạy một ứng dụng, cài đặt một ứng dụng nào đó thì nó cái đuôi mặc định nó là ví dụ em muốn cài đặt một chương trình, thì em phải download cái phần mềm đó về. Mà mặc định cái muốn cài đặt được phần mềm đó thì nó sẽ có một cái file tên phần mềm và cái đuôi chấm .exe. Nhớ hàng còn đây là thư mục, đây là tập tin text doc. Đấy, còn tập tin này là đuôi PDF nhé. Đôi lúc người ta giấu cái đuôi luôn em. Ví dụ như em nói à, thầy ơi sao cái máy tính thầy nó hiện cái đuôi lên, còn máy tính của em thì nó không có hiện. Thì đối với Windows 10 của thầy á, em muốn ẩn cái điện, ẩn cái đuôi đi á, ẩn cái phòng mở rộng á, chấm zip này nè, chấm xe hoặc là chấm cbg nè, thì mình tắt cái chết này, thì hệ thống nó sẽ ẩn cái đuôi đi. Ẩn cái đuôi đi. Tuy nhiên muốn hiện ra thì chết vô. Đây là đối với Windows 10 thôi kem, nó nằm trong thẻ view nè. Đối với Windows 10 thôi. Đó nha. Rồi. Còn Windows 7 thì các em vô cái mục Orientation, nó nằm ở góc này, nó có cái mục Orientation dưới này nè. Đấy, thì mình vào cái mục Orientation đó. Nhớ nha, Windows 7, tại vì thầy hiện giờ thầy không có giao diện Windows 7 cho các em xem. Nha, có Windows 10. Thì nó có cái giao diện Orientation này, thì các em click vào đó thì nó có cái mục đó là Change Folder and Search Option ha. Change Folder and Search Option, cái dòng lệnh nó cũng giống như cái chữ này nè. Rồi sau đó các em qua thị view, các em tắt dấu check ở cái dòng hai extension for canal file type. Ở hai extension cái dòng này nè, các em kéo xuống đây. Này. Thì nó sẽ gì? Cho phép em hiển thị, em check vô làm ẩn, em mở ra em bỏ check tìm hiển. Đó, là cái lúc này cái tập tin này nó hiện đuôi nè. Thì gửi dấu check này nè. Ẩn dấu check, check vô lại thì nó ẩn nè. Thì cái thao tác này nè, nó cũng giống như thao tác là chết này, hai cái thao tác này nó sẽ giống nhau. Nó khác nhau là ở chỗ này, đây nó show đây cho thầy chết luôn, còn đây nó giấu trong này mình phải tìm nha, nó giấu thì mình phải đi tìm nha ha. Rồi đó là nhớ ẩn hiện cái đuôi để mình làm việc được nha, tại vì em không hiện cái đuôi thì khi em đổi tên rename nè, em đổi tên tập tin á, thì mình sẽ không đổi được cái đuôi, mình chỉ đổi tên phần tên chính thôi nha. Đấy, lưu ý tại chỗ này ha. Thì dung lượng mặc định á, mà hiển thị trong Word, trong trong máy tính của mình á, nó sẽ tính là đơn vị là kilobyte nha các em. Rồi do kilobyte viết tắt là KB viết kho nè. KB viết kho là viết tắt chủ kilobyte. Rồi. Để thầy nói thêm ha, thì đơn vị nhỏ nhất của máy tính của mình á và để nó truyền tín hiệu đi á trên trên mạng internet á, thì nó biểu diễn bằng các thông số bit bit nha game, được chưa? Bit bit là đơn vị nhỏ nhất. Bit thì nó biểu diễn bởi hai thông số thôi, 0 và 1. Bit được biểu diễn hai thông số ha, 0 và 1 nha game. Đơn vị nhỏ nhất của mình là bit. Được chưa? Đơn vị lớn kế tiếp đó đó là byte nha game, byte. Được chưa? Byte. Byte. Thì người ta quy ước á như thế này. Người ta quy ước ha, một byte này thì nó sẽ bằng 8 bit, nói chung là nó gấp 8 lần rồi các em.
nha, biết xong tới bay. Rồi bay xong đó là lẽ bay thường thông thông thường người ta sẽ viết hoa cái này lên nha, chữ B á là nó sẽ viết hoa thông thường thôi ha, nếu mà ta ký hiệu từ B nó sẽ viết hoa, còn bit là cái chữ nó chữ B nó sẽ viết thường. Đó là ký hiệu quốc tế người ta quy ước, bit là viết thường, byte là chữ B, nếu mình viết tắt á thì chữ B mình phải viết hoa lên để nó phân biệt bit chứ là byte. Lớn hơn byte đó là kilobyte. Rồi. Kilobyte ha. Một kilobyte sẽ bằng một kilobyte này. Đấy. Thì nó sẽ bằng 1024 byte. Đấy ha, 1024 byte. Rồi, nó gấp 2 mũ 10 rồi các em, tương ứng với lại 2 mũ 10. 2 mũ 10 là 1024 các em. Được chưa? 2 mũ 10. Đấy, tại vì cơ số 2 mà các em, được chưa? Biểu diễn 0 và 1 thì biểu diễn hệ nhị phân các em. Cơ số 2 thì nó sẽ lấy 2 nó làm chuẩn, được chưa? 2 mũ 10 là tương ứng với là 1024, cơ số 2, cơ số nhị phân. Thì các em sử dụng điện thoại á, ví dụ như điện thoại của iPhone á, các em thấy dung lượng nó là gì? 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, đâu có 50 GB đâu đúng không? Thì trong cơ số mũ 2 mũ mấy mà nó ra 50 thì không có, nó chỉ có 2 mũ 1 là 2 ha, 2 mũ 2 là 4, 2 mũ 3 là 8, 2 mũ 4 là 16 ha, 2 mũ 5 là 32. 26 là 64 ha, được chưa? Đấy, vậy nó tính lên. 2 mũ 7 là cho 28, 2 mũ 8 là 256 ha. 2 mũ 9 là 512, 512 GB. Và 2 mũ 10 là 1024, giống như nãy thầy mới ghi nha, 2 mũ 10 ha. Thì lớn hơn kilobyte đó là megabyte. Megabyte mình thường thường các em hay chụp hình đó. Đó, kilobyte thì mặc định nó đơn vị của mình nó tính kilobyte. Ví dụ như đây nè. 50 59.000 777 kilobyte đổi ra megabyte là 50 bằng 59 megabyte ha, nó gấp 3 10 mũ 3 ha, 1 megabyte nha, nó sẽ bằng 1024 kilobyte ha, viết tắt nha. Megabyte nó sẽ viết tắt là MB, viết hoa lên nha các em. Đây là KB viết hoa lên ha. Rồi, mới lớn hơn 10 GB lên là 1 GB nha. Rồi, viết tắt lại GB ha. Đấy, này nó cũng sẽ bằng 1024 ha. 10 GB này ra lớn hơn 1 GB là 1 T ha, terabyte. Bài ha. Rồi. Nó viết tắt là TB ha, hiện giờ cái đơn vị của mình, máy tính của mình, cấu trúc máy tính của mình nó để đạt ngưỡng tới này rồi ha. Rồi ra. Rồi, vâng vâng. Rồi, còn những cái thông số nữa, rồi giờ ví dụ tìm kiếm ha. Đây. Rồi. Đến đây là thầy kết thúc cái phần video này ha. Rồi sau đó thầy sẽ nói tiếp cái phần video về cách tạo thư mục ha, quản lý tập tin, đặt tập tin ha, để cho các em theo dõi tiếp nha. Rồi chào, tạm biệt các em.
Rồi, tiếp tục nha các bạn nha. Được chưa? Rồi, bạn. Rồi, ok. Rồi, bây giờ cái phần kế tiếp nè. Cái video kế tiếp là cái video nói về cái tạo thư mục tại tập tin nè. À, coi xong cái này thầy sẽ hướng dẫn các bạn là nội dung là học lý thuyết trước để mình có cái nhìn khách quan về nó nha. Rồi, tập trung nè. Rồi, lớp còn đang nghe không ạ? Alo lớp ơi. Dạ nghe thầy. Nghe thầy ơi. Này bây giờ Nghe cái này phần làm tốt thầy này. ơi. Rồi ok, thầy nghe các bạn rồi. Cái phần này quan trọng nè. Các bạn nhớ ha. Này Rồi, xin chào Kem. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn Kem cách tạo thư mục tạo thư mục tạo tập tập tin tin ha. trên hệ thống máy tính của mình ha. Nén dạ nén. Thì đầu tiên Kem muốn tạo được thư mục á thì có rất là nhiều cách để tạo thư mục. Cách thứ nhất á thì Kem lấy chuột phải vô vùng trống nè, Kem chọn lệnh new ha. Rồi, sau đó Kem chọn folder. Dạ, folder là mình tạo một cái thư mục. Rồi, sau khi tạo thư mục thì các em sẽ tiến hành đặt tên cho nó. Ví dụ như tôi đặt tên nó là Văn Lan đi. Nha. Enter. Rồi. Mình có nhu cầu mình tạo tiếp một cái thư mục nữa đó thì mình cứ lách lệnh new. Dạ, rồi mình lách chuột phải vô hoặc là các em trên cái biểu tượng, cái thanh biểu tượng này nè, ha. Thì các em lách vô chữ new folder ha, các em có thể đặt tên nó là ví dụ như là tiếng học cơ bản. Enter. Dạ. Rồi, kem vào trong thư mục tin học cơ bản mình có thể là tạo những cái thư mục con trong đó nha. Thư mục con ví dụ là mình tạo ví dụ như là module 1 nha. Đấy, rồi. Tiếp tục mình new ra một cái thư mục nữa. New một cái thư mục nữa nha. Mình sẽ đặt tên nó là module 1. Rồi theo kem là nó hệ thống cho không? À, đương nhiên là không rồi ha. Tại vì trong một cửa sổ trong một thư mục trong một ổ đĩa tại một thư mục mình đang đúng á thì nó không thể nào tồn tại hai thư mục cùng tên nhau ha. Thì khi mình đặt thư mục hai thư mục cùng tên nhau thì hệ thống nó sẽ báo lỗi. Nó nói là thư mục này đã được tồn tại rồi. Mình có thể đặt tên một tên khác đi. Còn nếu mà mình không muốn đặt tên khác á, thì khi kem yes á thì hệ thống nó sẽ gom hai tên này, hai thư mục này thành một thư mục ha. Rồi, ok, nó gom lại nè. Yes, mình bấm yes nè, thấy không? Nha. Đây là tại thư mục tin học cơ bản ha. Tuy nhiên nếu em ra ngoài module 1 nè, em vẫn có thể tạo được. Em vẫn có thể tạo được, đó là cái gì? Em vẫn có thể tạo được, nó là tên module 1 ha, vậy thì mình ở hai vị trí khác nhau rồi. Vị trí mà đang ở đó là trong thư mục module 2. Nha, tạo module 1, còn cái chỗ nãy mới đang ở là trong thư mục tin học cơ bản module 1 ha. Đấy. Hai vị trí khác nhau thì nó cho hai đặt tên hai thư mục giống nhau. Còn mà cùng một vị trí thì không thể nào đặt ha. Thì tương tự tập tin cũng vậy. Nha. Ví dụ như thầy tạo tập tin new nè. Lấy chuột phải new nè, test document nha. Nha. Rồi. Thầy đặt tên nó là bài tập. Enter. Rồi thầy cũng tạo tập tin test document của mình nữa. Thầy đặt tên là bài tập. Thì các bạn hệ thống cho không các em? Chắc chắn là không cho rồi, rồi ha. Hai tập tin mà cùng kiểu cùng tên thì chắc chắn không cho. Nó nói là anh tập tên này có rồi, nó hệ thống nó yêu cầu mình đổi tập tên là nó gác thêm số 2 nữa, giống như là tèo 1, tèo 2 hay là khi mình mở nhiều chi nhánh, chi nhánh 1, chi nhánh 2 vậy đó để cho người ta biết. Đó, thì hệ thống nó cũng rất là thông minh ha. Nó cũng tự đặt tên. Ok, tự đặt cho tự đặt à, nhớ ha. Rồi lời thầy xóa đi ha, xóa bớt một cái đi ha. Rồi đây chính là cái gì à, đây chính là cái tập tin nha. Thì tuy nhiên tập tin này thì nó có rất nhiều kiểu, ví dụ như thầy đang tạo tập tin test của mình, tuy nhiên thầy muốn tạo tập tin của thì tạo tạo new đây nè. Thì tập tin của nó có mặc định nó là có đuôi chấm là docx ha, docx là từ phiên bản Office 2010 2008 cho về sau là docx ha. Vậy đó game mình đặt tên nó là tên bài tập được không? Cho không? Hệ thống cho không? À, cho nha Ken. Tại vì sao? Tại vì tập tin test của mình là cái đuôi chấm tt với tập tin của trong docx thì không có bài câu với nhau nha, cho ha. Hai tập tin này không có dính líu gì với nhau ha, khác tập tin thì tên thể đặt trùng nhau được.
nha. Chỉ khi nào mình ví dụ như mình nêu một tập tin quật nữa mà đặt tên là bài tập thì chắc chắn không cho. Lưu ý thầy chỗ này ha. Rồi bây giờ thầy xóa nha, thầy xóa. Đấy. Bây giờ thầy xóa bớt một cái file đi ha. Đấy, thầy xóa bớt cái file, delete này, thầy xóa bớt cái file. Dạ, thầy muốn khôi phục cái file thì vừa xóa thì phải làm sao? Và khi các em lưu ý là khi các em xóa thì hệ thống nó sẽ hiện lên cái hộp thoại là nói gì đây? À, bạn có muốn chắc chắn di chuyển cái tập tin mình xóa này vào trong cái recycle bin không? Là trong cái thùng rác này, hiểu tượng bê tông thùng rác này. Thì bấm Z thì nó sẽ di chuyển tập tin này vô thùng rác. Thì mình muốn khôi phục lại á thì các em vào cái thùng rác để mình khôi phục rác lại ha, trong cái thư mục recycle bin này. Đây. Thì hiện giờ cái file của mình á nó có chứa những cái tập tin xóa thì nó sẽ rác, thùng rác của mình nó sẽ có cái biểu tượng như thế này nha, biểu tượng giống như là đang ai đổ chất gì đó lên cái thùng này ha, hay là giấy ha. À, thì mình muốn bỏ hết, mình muốn bỏ hết những cái file mình trong cái thùng này á, thì các em click chuột phải cho nó, các em chọn lệnh đó là entry recycle bin ha. Thì lúc này nó sẽ mình bấm yes. Nha, bạn có muốn chắc chắn xóa những cái file trong cái thùng rác này không? Có 8 file nè, nha. Xóa hết. Nha, thì lúc này thùng rác của mình trống nha. Tuy nhiên mình muốn xóa đi. Dạ, yeah, mình muốn xóa đi. À, xóa đi. Xóa những cái tập tin này đi ha. À, rồi, xóa tập tin này. À, rồi. Xóa xong rồi mình có nhu cầu mình phục hồi lại. Dạ, yeah, có nhu cầu phục hồi lại ha. Thì mình làm gì? À, thì vô thùng rác. Rồi. Lít chuột phải vô tập tin mình còn khôi phục nè. Mình chọn cái lệnh đó là restore. Nhớ nha. Đấy. Và các em lưu ý ha. Em xóa ở đâu thì mình vô đó mình tìm lại. Ví dụ như mình đang xóa trong thư mục tin học cơ bản nè, thì mình sẽ vào tương đương mục tin bài học cơ bản, mình xem thử có thư mục tập tin bài tập không nha, restore lại ha. Chứ không phải là mình xóa ở trong thư mục tin học cơ bản rồi mình ra tìm vào màn hình desktop tự như là hết mùa quýt luôn nha, ha, hết mùa quýt luôn nha, tới mùa dừa luôn á thì nó mới có ha. Đây trong thư mục tin học cơ bản là đó có file bài tập, lưu ý thầy chỗ này ha. Còn mình muốn xóa, thầy ơi có thể chỉ cho em cách mà xóa không di chuyển vô thùng rác không? Đó. Xóa mà muốn không di chuyển vô thùng rác á thì kem bấm phím shift cộng với delete nha. Quý vị nghe mình bấm delete như thế này là nó xóa, nó di chuyển vô thùng rác. Đấy, còn bấm shift delete thì nó sẽ hỏi câu khác nha. Coi thầy làm. Shift và bấm delete. Thì đang bấm shift đó kem, giữ shift bấm delete. Thì lúc này đó nó đợi dấu x chỗ này, à, dấu x chỗ này nó là gì? Bạn có muốn chắc chắn xóa cái file này không? Xóa này là xóa vĩnh viễn ha, chia tay nhau từ đây luôn ha. Không quay đầu lại luôn nha. Nói ra, ok. Rồi chia tay nhau luôn ha, vô thùng rác luôn, không có luôn, không có rác riết gì ở đây chứ, không trời ha, chia tay luôn ha. À, rồi đó chính là cái phương thức xóa mà không lưu lại dấu vết ha. Rồi tiếp tục. Rồi bây giờ khi các em tạo mới tập tin nào, ví dụ em mới tạo mới tập tin tế đốc của mình, được chưa? Đây tế đốc của mình thì các em lưu ý thầy, khi các em đổi tên á thì các em đừng đổi phần đuôi nha. Có nhiều em làm bài tập mà em xóa, ví dụ như mình đổi tên thì mặc định khi em tạo ra, à, em mở cái file lên thì nó có cái đuôi, hệ thống nó có cái đuôi thì nó mới định nghĩa được cái tập tin đó thì nó mới chạy được. Rồi giờ tập tin đó thuộc cái phần mềm nào thì nó sẽ xử lý được ha. Đó thì gõ lên nè. Ok. Đấy, rồi lưu lại ha, mở chạy. Nhiều em vô tình, có nghĩa là khi mình đổi tên á, mình không để ý cái mình xóa luôn cái phần mở rộng đó. Đấy, cho lớn luôn ạ, xóa hết. Rồi, đặt tên là bài tập. Tên bài tập. Rồi ok. Nó cảnh báo mình rồi, nếu bạn thay đổi cái phần mở rộng này thì cái file này nó không đọc được, nó không sử dụng được. Bạn có muốn chắc chắn đổi nó không? Đâu có biết gì đâu. Yes. Rồi xong. Chia tay nhau từ đây. Được chưa? Đó, thấy cái mặt trắng trơn không? Mặt trắng bạch như thế này chắc bệnh nặng lắm nè. Mở lên. Oh yeah. Trời ơi, nó nói cái file này. Cái file này là thuộc tập tin nào vậy anh? Anh chọn cho tôi biết đi chứ tôi là hết biết rồi đó. Ha. Rồi, lúc đó là mình cũng điếc luôn. Ha. Nó đưa ra một nùi như thế này thì tôi biết chọn là chết liền luôn á. Ha, thì lúc này thì lúc này là mình phải nhớ xóa là trượt cái đuôi lại ha, đuôi là gì ha, quên mất tiêu vậy. Nhớ file của nó là đốc ít ha. Đấy, nhớ là mình rename nè, ý thầy muốn nói là rename thì mình chỉ đổi phần tên thôi, không được xóa đuôi nha. Đấy, đó lý do tại sao mà một số máy á là nó ẩn cái đuôi này ha. Bây giờ đôi khi mình xóa cái tập tin nó không liên quan đến đuôi mà ẩn để hiện đuôi thì ở cái video trước ha, thầy đã đề cập rồi. Các em nào chưa có coi thì coi lại cái video trước ha. Rồi, đó là cái phần xóa ha. Rồi, yeah. Rồi bây giờ đến cái thao tác chọn tập tin. Yeah. Đây. Chọn tập tin. Yeah. Ví dụ, bây giờ thầy muốn chọn các thư mục này.
ha, thầy muốn chọn hết tất cả các thư mục này. Thì thầy chọn vô thư mục đầu thì điền phím ship nha, thầy giữ phím, thầy chọn thư mục cuối. Thì hệ thống nó sẽ tự động nó sẽ đi chọn hết tất cả các thư mục ở khúc giữa cho mình ha. À, đây là mình kiểu chọn ship mà kiểu chọn những cái tập tin thư mục nó liên tục với nhau. Còn mình muốn chọn những cái thư mục hoặc tập tin rời rạc thì mình chọn cái thư mục đó rồi xong mình đi control. Đi control nha các em, mình chọn những cái tập tin hay thư mục còn lại thì lúc này nó sẽ cho hệ thống nó sẽ cho mình chọn những cái tập tin hay thư mục rời rạc, có nghĩa là không cứ nằm liên tục với nhau. Nhớ ha. Ship là chọn những cái tập tin nó liên tục. Còn control là chọn những cái tập tin nó rời rạc với nhau. Nhớ chỗ này cho thầy ha. Rồi. Tiếp tục. Thì bây giờ kế tiếp đó là thầy sẽ muốn nói cho các em biết đó là cách đặt thuộc tính cho tập tin. Dạ, muốn đặt thuộc tính cho tập tin thì các em lướt chuột phải vô nó. Dạ, các em chọn lệnh property. Thì trong cái một lệnh property của tập tin này nè, nó có hai tính năng, đó là read only. Read only có nghĩa là chỉ đọc. Hidden có nghĩa là ẩn giấu đi. Dạ, bây giờ mình check cho chức năng chỉ đọc trước, ok. À, hồi nãy thầy có mở tập tin bài tập này lên nè, thì các em thấy là thầy gõ dữ liệu vô được. À, bây giờ thầy đặt thuộc tính rồi. Thầy đặt thuộc tính rồi. Nó bây giờ nó chỉ cho mình xem văn bản này kết thúc tại đây ha, chia tay nhau từ đây. Nó chỉ cho mình xem 1 2 3 thôi. Nó dễ thương dễ sợ, thấy cưng dễ sợ luôn á. Để chế độ read only. Nó báo cho mình biết vô chỉ ngó thôi, không làm gì được chứ trời. Nha. Nha ha. Bây giờ muốn chỉnh sửa đúng không? Làm sao? Gỡ thuộc tính đi. Ok. Lúc này dễ thương lại nè, mở lên. Ok. Quá dễ thương luôn. Này, rồi, gõ vô, 4, 5, 6, ngon lành cái nào luôn, đó, lưu lại mới ghê, rồi, cho luôn, nha, đấy, đấy nha, đó là đặt thuộc tính. Còn đặt thuộc tính ẩn thì sao, lướt chuột phải vô ha, thuộc tính ẩn là nguy hiểm lắm nha, thuộc tính ẩn là hidden nè, ok, rồi, mất, rồi tìm lại sao, hên xui, ha, hên xui nha, thầy chỉ đặt thuộc tính thôi, ẩn thôi nha, còn hiện đây sao thì các em tự bấm hiện đi nha, còn nếu không hiện được thì mất, bây giờ làm sao? Thôi thôi lỡ rồi, hai chỉ luôn ha. Ở đây mình sẽ trong cái thuộc tính này show and hide nè, mình check cho cái mục hidden item. Nãy giờ thì chức năng này nó sẽ ẩn hiện cái tập tin có thuộc tính ẩn. Nhớ hai check vô, gửi check đi là nó tập tin nào thuộc tính ẩn nó ẩn đi, còn check là cho nó hiện ra. Nhớ ha, sau khi check xong rồi mình không muốn đặt thuộc tính nữa thì bỏ đi, lúc này nó hiện vĩnh viễn luôn ha. Đấy, nhớ nha, đơn giản vậy thôi. Dạ. Rồi còn mình muốn share cái thư mục này, ví dụ mình muốn chia sẻ cái thư mục này qua internet, qua mạng hoặc là các mạng nội bộ trong công ty ha, thì mình muốn share thư mục này thì các em lít chuột phải vô thư mục còn share nè. Tại vì trong thư mục này muốn nó chứa nhiều tập tin, khi em share thư mục là sẽ luôn tập tin trong đó. Ví dụ này muốn share thì bỏ tập tin vô cho mày. Trong này nó chứa tập tin bài tập nè, mày muốn share thư mục này qua mạng ha, qua mạng nội bộ ở công ty á, để cho máy tính khác lấy được ha, lít chuột phải chọn property qua cái lệnh sharing ha. Và có thể sharing nè, lấy cho advanced sharing nè ha, chết chỗ này. Nãy giờ thì khi chết chỗ này thì những ai có trong hệ thống mạng thì nó sẽ thấy nhau, thì nó sẽ thấy thư mục mình share ha, là chỗ này chỉ copy thôi ha, nhớ nha. Ok. Nãy giờ này nhớ lấy cho đây ha, chọn sharing, chọn advanced sharing ha, chết cho cái mục này, nhớ nha. Ok, đơn giản vậy thôi. Rồi, cái thao tác kế tiếp đó là thầy muốn hướng dẫn cho các em, đó là thao tác về vấn đề nén. Nén. Bây giờ thầy muốn nén một cái thư mục hay một cái tập tin gì cũng được. Thì mình lít chuột phải vô thư mục hoặc tập tin đó. Rồi sau đó các em chọn lệnh Winsight. Chọn chức năng Add to Archive. Rồi, đặt tên cho tập tin nén nha. Bây giờ thầy đặt lên là dữ liệu. Khung ở trên là Archive Name nè. Archive Name nè. Dữ liệu ha. Đặt tập tin đập nén qua, mặc định đuôi nó chấm ra ha. Mình chọn chấm zip thì là chấm zip, dây zip đều là cái kiểu nén hết nha kia. Browser là chở đường dẫn, mình chọn mình lưu ở đâu. Thì mình chọn đó. Mình lưu trong thư mục, ví dụ như trên này nè, nó cho mình ODC, OD nè, chọn OC, OD nè ha. Rồi mình phải chọn ODD ha, mình lưu trong thư mục đó là Văn Lang đi ha. Ok. Lúc này nó cho mình module 2 văn lang dữ liệu chấm nè, đường dẫn mình lưu nè. Rồi bấm ok ha. Lúc này nó sẽ lưu tập tin nén trong thư mục văn lang. Rồi để nén thêm. Để nén thêm cái tập tin này. Giờ khi thầy nén mà thầy nén bị thiếu và đáng lý thầy nén thêm cái thằng bài tập cho nó. Tập tin bài tập thầy bị nén thiếu. Thì thầy mở tập tin nén thiếu này lên. Mở tập tin nén ha, mình muốn nén thêm một cái đối tượng nào đó vô. Mở tập tin này lên. Rồi sau đó có nút add nè.
mình add nó vào, nhớ ha, có cái nút add nè các em. Cái nút add ha, mà ra add nó vào. Add tập tin ha, trong cái thư mục nào, à, chọn cái đường dẫn ha. Trong thư mục văn lang bài tập add nó vào. Ok thì nó sẽ bay vào, nó đưa tập tin đó vô cái file nén. Còn muốn bỏ đi thì chọn tập tin đó, delete là bỏ đi, bỏ trực tiếp trên file nén luôn ha. Dạ, delete là bỏ nè ha. Còn đưa vô thì add, đưa vô. Rồi, ok. Đấy, đặt đi. Giờ thì trong cái tập tin nén của thầy nè, nó đã chứa hai cái tập tin nè, thư mục tin học cơ bản và bài tập. Bây giờ giải nén thì sao? Giải nén thì rất là đơn giản, lấy chuột phải cho nó, chọn WinRAR, chọn Extract Here. Extract Here có nghĩa là mình giải nén, nhưng mà giải nén ở vị trí nào? Giải nén trong ODF, trong ODF ha, bung cái ODF ra. Rồi thầy giải nén vô trong cái module số 2 ha. Module 1, ok. Để lúc này thầy qua module 1 nè. Thầy sẽ thấy một cái thư mục tin học cơ bản và một cái bài tập. Thì mục đích của cái việc nén các em. Hồi nãy là giải nén hay, mà trước khi mục đích của việc nén là để nó làm giảm thiểu dung lượng xuống nha các em. Do mình giải nén để mình làm giảm thiểu dung lượng, mình gửi đi. Mình gửi đi cho đối tác để đối tác giải nén ra, giảm thiểu dung lượng, để mình up lên server hay up lên web gì đó, nó nhẹ bớt ha. À, dạ. Rồi, nhỏ nha. Rồi, nãy thầy giải nén thầy chọn cái lệnh này được không? Chọn đường dẫn. Được chưa? Rồi, lưu ý ha. Rồi. Còn extract here là giải nén tại chỗ, mà do thầy không có chỉ đích, thầy muốn giải nén ở đây luôn, thầy chọn lệnh extract here. Thì khi thầy chọn lệnh extract here xong thì hai cái tập tin nè, là nén nó bung ra nè, nó giải nén ở vị trí này. Được chưa? Đó, chọn lệnh extract here nè các em, là giải nén ở vị trí mình đang cửa sổ, ở vị trí mình đang sử dụng ha. Còn extract dữ liệu, được chưa? Extract dữ liệu có nghĩa là khi mình giải nén á, nó sẽ tự động gom các tập tin thư mục trong cái file nén thành một thư mục. Được chưa? Để dễ nhìn, dễ quản lý. Ví dụ như em mà giải nén ra nó có 10 tập tin thì nó bung ra hết chỗ này, thì nó làm rất là khó khăn cho người quản lý. Thì để giải nén ra mà nó gom hết thư mục thì các em chọn cái lệnh này. Chọn lệnh thứ ba ha, extract dữ liệu. Thì lúc này khi nó giải nén ra, nó sẽ tạo ra một thư mục là dữ liệu, và thư mục đó nó sẽ chứa hai cái tập tin mình còn giải nén. Đấy, đó là cái việc giải nén ha. Đây, đây là toàn bộ mà cái kiến thức mà thầy muốn đề cập khi các em quản lý tập tin thư mục ha. Rồi, thì thầy chúc cho các em học và làm bài tốt, nhớ làm lại những cái thao tác thầy vừa hướng dẫn mình như hồi nãy trong cái phần video này ha. Rồi thầy chúc các em học tốt. Chào các em. Ok. Đó là cái phần video nói về cái tạo thư mục, tạo tập tin nén và nén ha. Nói chung là những cái phần mà các bạn còn phải biết để mình làm bài tập ha. Rồi, tiếp tục. Ở đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập. Module số 2 ha. Rồi các bạn chú ý nè. Thầy cho em hỏi với. Rồi nói đi em. Tại em xài MacBook á, nên là em có mấy cái thao tác nào có giống như trong đây thì. Rồi, MacBook đúng không? MacBook có MacBook cho. Có kênh cho xài MacBook luôn, yên tâm. Dạ, cảm ơn thầy. Tuyệt rồi. Tại có cái link. Link cho kênh MacBook được ta. Rồi, chờ thầy xuống nha. Để tìm cái link cho kênh mắt mất không? Rồi. Đây, link đây cho kênh MacBook này. MacBook hay là Ringbook thì cũng có hết. Thấy cái mục comment cho thầy chưa? Các bạn đó trước đây các bạn xem ha. Rồi, công việc đầu tiên là thầy đây, muốn các bạn là module số 2 cho kênh MacBook nha. Thì có rất nhiều cách để mở được file Word. Thứ nhất, các bạn có thể vào phần Launchpad để hiển thị tất cả các cái ứng dụng của chúng ta. Đó, đây là kênh cho cái ai xài MacBook thì nhớ xem cái kênh MacBook này nha. Trong bộ môn thầy Văn Anh cũng đã hướng dẫn các bạn cách làm bài tập trên cái điều hành MacBook nha.
Được chưa các bạn? Rồi, đó là cái cơ thông tin của mình. Rồi bây giờ mình sẽ làm bài tập số 2 nào. Sau khi thầy hướng dẫn cái phần lý thuyết ha. Thì câu số 1 này các bạn, tập trung nè các bạn. Tập trung nè. Câu số 1 là người ta yêu cầu là trên cái ổ đĩa gì đây? Trên cái ổ đĩa D. Nếu bạn không có ổ đĩa D, ổ E, ổ F, ổ G, ổ H, nói chung cái ổ nào mà các bạn làm việc được thì các bạn cứ tạo ra nha. Được chưa? Tạo một cây thư mục. Thì bây giờ mình sẽ vào trong, thầy có ổ đĩa E nha, thầy tạo ổ đĩa E. Còn các bạn có ổ đĩa nào thì các bạn đặt ổ đĩa đó nha các bạn nha. Mình lấy chuột phải mình nêu. Mình nêu ra, mình đặt tên là mã số sinh viên. Nguyễn Văn, không dấu nha, Tèo, bây giờ mô đun số 2 nha. Các bạn tạo thư mục mã số sinh viên, họ, tên và mô đun số 2 trong cái thư mục làm việc của mình nha. Ổ nào cũng được, ổ C, ổ D, ổ E, ổ F, ổ nào cũng được nha các bạn nha. Nói chung ổ làm việc của mình á. Đó nha. Rồi. Sau khi các bạn tạo thư mục xong ha, mình sẽ tạo cái cây thư mục này. Đề bài yêu cầu tạo cái cây thư mục ha, như cái hình vẽ ha các bạn ha. Rồi lót cái hình này xuống cũng được. Rồi, tạo cái thư mục như hình vẽ ha. Rồi. Cái hình này là cái thư mục gốc của mình nha các bạn nha. Đấy. Được chưa? Đấy, thư mục gốc của mình. Sau đó mình sẽ tạo những cái thư mục con. Thì các bạn nhớ nè, về thư mục gốc của mình nó sẽ có những cái thư mục con, thì các thư mục con nó có cái cấp độ phân cấp như các bạn nha. Phần cứng và phần mềm nó sẽ là hai thư mục phân cấp lớn nhất đứng sau cái thư mục họ tên của mình nha các bạn. Đó nha, phần cứng và mềm là hai cái giống mũi tên nè. Được chưa? Rồi trong cái phần cứng nó sẽ có bốn thư mục con, đó là CPU, keyboard, monitor và mouse. Trong thư mục phần mềm nó sẽ có hai cấp độ phân nhánh đó nè, đó là hệ thống và ứng dụng. Ở trong hệ thống nó sẽ có ba thư mục, đó là Linux, Ubuntu và Windows 7. Trong ứng dụng có ba thư mục con, đó là Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint và Microsoft Word. Nhớ ha. Thì mình sẽ tạo cái cấp độ phân tầng cây thư mục này ha. Ở trong cái thư mục gốc của mình tạo hai thư mục phần cứng và phần mềm ha, nhớ gõ dấu như các bạn nha. Bung cái ổ cái thư mục này ra nè, bên này bên đây nè, bên cái cửa sổ file explorer nè. Đó, các bạn bung cái thư mục làm việc của mình ra. Trong thư mục gốc có hai thư mục con ha, phần cứng và phần mềm nha. Ở trong thư mục phần cứng các bạn tạo thêm ba cái bốn thư mục, nó là CPU nè, đúng chưa? Ở keyboard nè, ở gì nữa, mouse nè, và cuối cùng đó là monitor nè. Monitor đã là bốn thư mục con trong thư mục phần cứng. Ở trong thư mục phần mềm mình sẽ có hai thư mục con, trong thư mục phần mềm có hai thư mục con, đó là hệ thống và ứng dụng nha. Trong đây mình new folder ra, lấy chuột phải cũng được, new cũng được. Hệ thống cũng giấu nha các bạn nha. Nhớ new đây hoặc lấy chuột phải vô vùng trống chọn new nha. Nghe chưa? Về ứng dụng. Ở trong phần mềm có hai thư mục con, hệ thống ứng dụng. Trong hệ thống có cái gì? Trong hệ thống nó có ba thư mục con nữa là gì? Linux, Ubuntu và Windows 7. Dạ. Linux. Windows tạo thư mục nãy giờ học rồi ha, Windows 7. Trong ứng dụng nó sẽ có cái gì? Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint và Microsoft Word. Microsoft PowerPoint thì các bạn cứ tắt thôi, và Microsoft Word. Rồi đây chính là cây thư mục của mình nha. Cây thư mục. Chưa?
Rồi, đó chính là cái thư mục của mình nha. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Là tới này các bạn tạo thư mục được kịp không ạ? Dạ kịp thầy ơi. Rồi kịp đúng không ạ? Dạ. Rồi bây giờ thầy hướng dẫn tiếp. Hạn nào nào thầy? Từ 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 chưa hướng dẫn xong, từ từ để cứ nghe hướng dẫn xong rồi nói sẽ hạn sau. Rồi tiếp tục nè các bạn, nghe thầy hướng dẫn cái câu chụp hình nè. Rồi bây giờ mình sẽ trong cái câu số 2 nha. Trong thư mục ứng dụng mình sẽ tạo một cái file Word đặt tên đó là mã số sinh viên họ tên nè. Được chưa? Và mình chụp hình cái cây thư mục đó mình dán trong cái file Word này ha. Rồi tiếp tục. Trong cái ứng dụng. Dạ, yeah, tạo cái một cái tập tiền buộc, nhớ không xóa cái đuôi nha. Nó không giấu luôn nha các bạn. Sau đó các bạn mở cái file buộc này lên. Rồi chụp toàn màn hình nha, mở cái buộc lên trong nhìn đây nè. Bên đây nó có cái cây thư mục của mình nè. Đó, mình sẽ bấm cái phím print screen để mình chụp nha, để chụp luôn cái màn hình này đó là biết ở trong thư mục là bạn đã tạo cái tập tin này và bạn đã làm cái gì, làm cái thư mục này nha. Chụp này, chụp bấm phím green screen xong bỏ qua bên này được chưa. Đây chính là cái câu số mấy, còn đây là câu 1 và câu 2 nè, một và hai nha. Mình tạo cái thư mục và mình chụp hình cái hình này mình bỏ sang cái file Word này ha, lưu cái file Word lại, đóng lại. Được chưa? Rồi. Trong cái thư mục. Rồi, trong cái thư mục Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word lần lượt tạo bài tập tin nha các bạn ha. Đó, lần lượt mình sẽ tạo bài tập tin ha. Trong Excel tạo tập tin Excel, trong PowerPoint tạo tập tin PowerPoint và trong Word tạo tập tin Word ha. Rồi. Trong Excel mình lấy chuột phải new nha, tập tin không phải thư mục nha, tập tin mình sẽ tạo tập tin cho đó. Excel ha. Dạ. PowerPoint thì lấy chuột phải new ra. Nó không xóa cái đuôi nha, tập tin không xóa cái đuôi các bạn nha. Hoặc phải tạo tập tin buộc. Nha, cái bài này chủ yếu là coi thôi mà biết cách tạo tập tin thôi. Đó, mình đã tạo bài tập tin rồi. Rồi mình xóa. Câu số 4 là xóa mà không phục hồi được thì bấm cái gì các bạn? Hồi nãy trong cái phần lý thuyết của thầy mình xóa mà không phục hồi được mình bấm cái gì? Shift delete. Đúng rồi, shift delete nha. Shift delete thầy ơi. Chính xác. Trước khi mình delete thì bấm shift và delete để nó không xóa thùng và thùng rác luôn nha. Chọn vô thư mục hệ thống nè. Sau đó chọn vô thư mục Windows 7, để phím shift và bấm delete. Hoặc là chọn delete cho bằng phím. Là không cho đường rác luôn nha. Rồi, đó là bốn câu đầu tiên nha các bạn nha. Rồi hiển thị thư mục góc thì các bạn bấm cái phím thôi, kéo cái này đây nè, kéo cái khung này ra, hoặc là bấm phím Windows E, hay là bấm phím biến cái phím Windows không? Này bấm cái phím nào, cái phím cái hình lá cờ người ta gọi là phím Windows, và bấm phím E thì bạn bấm này nó sẽ mở cái cửa sổ đó là File Explorer, nếu mà Win 7 nó là Windows Explorer nha. Rồi mình sẽ bung cái thư mục ở đây, chung mục là nó có dấu mũi tên này nè, bạn bung nó đây thì nó sẽ hiển thị hết cây thư mục nha, nhớ nha. Em bấm Windows E nhưng mà nó vẫn không hiện hết rồi. Em xài cái gì, MacBook hay là cái gì vậy? Em xài HP.
bấm được hết mẹ. Thầy ơi, diễn MacBook ứng vậy thầy? MacBook thầy thua à? Quá tay. Thầy diễn MacBook á là chụp từng cái ấy luôn chứ nó không có ra được cái thanh giống như vậy vậy thầy. Ừ thì MacBook thì chụp từng 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 kia, tiện tí nữa các bạn cũng phải chụp ha. Dạ. Rồi ha. Rồi. Nào các bạn, sim các bạn sim trước cái đã rồi các bạn làm. Nha, đừng vừa làm vừa sim mà các bạn bỏ lỡ những cái câu kế tiếp. Nè MacBook các bạn nhớ coi clip nè, thầy có clip thầy Phan Anh hướng dẫn các bạn làm trên MacBook nè. Dạ. Các bạn cứ coi clip MacBook đi. Nha, các bạn cứ coi clip trên MacBook và các bạn làm theo. Nha, bạn nào dơ dớt tăng tay đi vậy, bạn nào phát biểu ý kiến ở đây vậy mất tiêu rồi. Mình thấy luôn bên thầy nó lắc quá, không có thấy luôn. Rồi. Rồi, tiếp tục nha. Câu kế tiếp là cái câu tìm kiếm và câu nén này các bạn. Câu tìm kiếm và câu nén nha. Câu tìm kiếm thì đơn giản thôi. Câu tìm kiếm thì các bạn sẽ mở cửa sổ này lên ha. Đi đến cái PC nè. Mình sẽ chọn vô cái máy tính của mình nha. Thì lên đây nó sẽ có cho phép mình thấy cái ổ đĩa nè. Rồi cái kích cỡ của ổ đĩa nè. Nha. Tổng dung lượng của cái phân vùng ổ đĩa C nè. Phân vùng ổ đĩa E nè. Phân vùng ổ đĩa C là 161GB. Còn trống lại là 37,6GB. Thì hỏi người ta hỏi vô đi thi trắc nghiệm ta hỏi là cho cái ổ đĩa này được chưa, thì hỏi ổ đĩa này để sử dụng bao nhiêu GB rồi thì bạn phải biết là lấy cái tổng nè trừ đi cái còn trống thì nó sẽ ra cái kết quả là cái đã sử dụng nha, nghĩa là cái tổng trừ cái còn trống ra cái sử dụng chứ không phải là cái đây để sử dụng nha, cái này là còn trống nha các bạn nha. Rồi tiếp tục nha. Cái MacBook thì các bạn nhớ coi clip nha, tại vì thầy không có xài MacBook nên thầy cũng không có rành gì cái MacBook cho lắm. Đó nha. Ở hai mình giờ này mình coi clip MacBook của mình làm theo đúng đúng tiến độ với thầy luôn hay là để không, xong tiếng này của mình không cần đâu, mình coi sau khi mình học xong cái buổi hôm nay mình coi clip MacBook rồi mình làm theo cái clip MacBook luôn, không cần phải làm đúng tiến độ đâu, tại vì cái bài tập deadline thầy cho một tuần lận mà. Cái like thì cho một tuần mà có nghĩa là mình làm túc tắc nhớ là làm càng tranh thủ nộp bài càng sớm càng tốt để thầy chấm điểm luôn. Đó nha. Rồi. Tiếp tục nha. Rồi bây giờ đến câu tìm kiếm các bạn chọn đi PC nha, ở cái khung search nè, người ta yêu cầu nè. Tìm và sao chép ba tập tin có kiểu là TT, kiểu chính là cái đuôi các bạn. Kiểu đó chính là cái đuôi của cái tập tin, tập tin nó có cái đuôi đó là ví dụ như Word nó có đuôi là .docx, được chưa, nhạc nó có đuôi là .mp3, file video nó có đuôi là mp4 hoặc AVI, được chưa, đó đó là cái đuôi hoặc kiểu của nó, được chưa. Sao có nghĩa là gì, sao có nghĩa là tên bất kỳ, tên gì cũng được, được chưa. Sao .tt là tên bất kỳ nhưng cái đuôi phải là đuôi tt, lưu vào trong thư mục Word có kích thước là bé hơn 20 KB nha. Thì bây giờ mình sẽ search tìm kiếm, mình sẽ gõ là sao, người ta nói là tên bất kỳ gõ sao, đuôi là chấm tt gõ cái đuôi vào, rồi bấm dấu mũi tên đó search tìm kiếm. Đó, thì lúc này nó sẽ ra những cái tập tin có cái đuôi chấm tt, các bạn là không hiện cái đuôi á, thì bạn qua thiển view nhớ check cho cái mục file extension nha, để nó hiện cái phần mở rộng, nha. Còn ẩn đuôi thì cũng được, không sao hết sợ các bạn, hiện đuôi lên các bạn xóa đổi tập tin là nhớ đừng đổi. Đó nha. Rồi bấm stop dừng lại. Rồi copy ba file nha. Copy ba file, nhớ ba file phải lựa tên khác nhau nha các bạn nha. Lựa tên giống nhau là vô nó còn có một đứa thôi á. Nhớ lựa tên là phải lựa tên khác nhau nha. Copy nó. Dạ, đi control copy nó nha. Nhớ chọn những cái đối tượng rời rạc, nhìn thấy bạn bạn nhớ lại bấm con phím control nha. Nha. Copy. Bỏ trong cái thư mục đó là người ta yêu cầu là bỏ trong thư mục gì đây? Thư mục Microsoft Word nha.
Đấy. Thì trong thư mục Word này mình sẽ có 4 tập tin ha. Dạ, trong thư mục này mình sẽ có tất cả là 4 tập tin này nha các bạn nha. Được chưa? Rồi, các bạn cứ theo dõi đi, mình làm sau cũng được, đâu có sao đâu. Các bạn có thể coi lại clip này, các bạn coi làm cũng được mà. Quan trọng là mình hiểu cách làm cái đã. Rồi sau đó mình nén cái này lại. Nén tất cả các tập tin nha, nó nén tất cả các tập tin trong thư mục Word thành file nén chấm ra và đặt password cho file nén này. Lưu cái file nén này ở trong cái thư mục phần mềm nha. Nén tất cả tập tin. Thì lúc nào mình vào trong cái thư mục Word này. Cho đây nó có 4 cái tập tin nào mà phải quét hết để mình nén nha. Quét hết để mình nén nha. Rồi lấy chụp phải vô nó. Mình chọn ha. Mình chọn. Nén nha. Active account nha các bạn nha. À, cái phần lý thuyết hồi nãy thầy cũng đề cập. Đặt tên ở sign name, đặt tên. File nén. Được chưa? À. Dẫu nha, chấm tre hay chấm zip thì các bạn chọn ở dưới này nó có cái đuôi nè. Đề bài yêu cầu là chấm tre hay chấm zip đây. Khoa nén chấm tre nha. Dạ, yeah, set password đây, cái nút set password nè các bạn. Cái nút set password không ạ? Đặt password là 1, 2, 3. Rồi bấm OK. Dạ, yeah. Mình lưu đâu? Browser là chọn đường dẫn lưu nha các bạn nha. Browser là chọn đường lẫn chọn lưu ha. Mình lưu trong thư mục ứng dụng. Phần mềm hay ứng dụng là gì? Phần mềm ha, lưu trong một phần mềm các bạn nha, rồi lưu lại. Đây, chỗ đi thư mục làm việc của mình, phần mềm và tên file, ok. Bạn quay lại cái phần mềm, bạn sẽ thấy cái tên file của mình ha. Được chưa? Rồi đó là câu số 6 nha. Dạ. Đó là câu số 6. Câu số 7 là một cái câu mà các bạn chuyển đổi phông chữ. Câu này trên MacBook các bạn bỏ qua nha. Câu 7 trên MacBook, câu 7, câu 8. Câu 7 thì các bạn nhập dữ liệu thôi. À, câu 7 các bạn nhập dữ liệu. Câu 8 trên MacBook các bạn bỏ qua nha. MacBook. À, thầy thấy là thầy Quang Anh hướng dẫn cái câu này thì Quang Anh bỏ qua câu này thì mình cũng sẽ bỏ qua còn Windows các bạn làm cho các bạn biết nha. Bây giờ thầy chỉ các bạn cách chuyển đổi form nè. Dạ. Yeah. Ở cái thư mục đó là Word nè, bạn có cái tập tin Word mà lúc đầu tiên bạn gõ, bạn gửi nè. Bạn gõ vô ha. Thì mình chỉnh cái form chữ đó là Times New Roman kích cỡ 13 nha. Mình sẽ gõ cái câu này để thầy chỉ bạn cách chuyển đổi form chữ ha. Chỉ có thiền mới hiểu biển đi đâu rồi đâu, cái câu này là sai nha. Câu này ai làm tác giả của cái bài này là người ta gõ không có đúng đâu. Chỉ có thiền mới hiểu biển đi đâu, biển nó làm gì nó đi đâu các bạn, biển nó làm gì nó biết đi, chỉ có thiền mới biết đi chứ làm gì biển biết đi. Nhưng mà thôi kệ, người ta gõ sai nhưng mình cũng gõ yêu cầu ha. Có thiền mới hiểu đâu, về đâu, đọc câu này là thấy sai sai rồi. Biển mà sao mà đi. Này không gặp nhau đâu bạn vỡ nha. Rồi đây, đây là cái khổ thơ của mình được gõ với cái phông chữ đó là Times New Roman nha. Bây giờ người ta yêu cầu mình chuyển đổi cái bản mã này sang phông cái phông chữ đó là Vinitime, nhưng mà nó vẫn không bị lỗi nha. Đó, bây giờ thầy có bi thì bỏ dưới này 4 khổ thơ dưới này. Dạ, mà bây giờ mình thầy chuyển ngang như thế này á, cho nên thì đổi lại nó là Vinitime á thì nó bị lỗi liền. Bạn thấy không? Bạn thấy bị lỗi không ạ? À? Không rõ nè, thấy không? Những cái chữ cái tự dấu nó không rõ. Bây giờ có cách nào mà mình chuyển từ thằng đây sang này, sang cái phông chữ Vinitime mà không bị lỗi không ạ? À? Dạ, thì yêu cầu là các bạn phải có cái phông chữ Vinitime trong cái Microsoft Word của mình nha. Microsoft Word phải có phông chữ Vinitime nha. Còn nếu không có thì các bạn sẽ download cái file này xuống, thầy gửi cho các bạn phone Vini nè. Gửi các bạn cái phone Vini nè. Để các bạn download, các bạn cài đặt vô ha. Thì nó mới có cái phone chữ của mình nha. Rồi các bạn coi cho thầy chuyển mã nè. Chuyển này dễ lắm các bạn. Đầu tiên các bạn cứ gõ cái khổ thơ vô với cái phone chữ là Times New Roman bình thường như thế này.
Sau đó các bạn copy nha, web phối 4 hơn là các bạn copy. Để cho nó copy vô trong cái bộ nhớ điểm clipboard á. Nên khi bạn làm cái thao tác copy nè, thì hệ thống nó sẽ âm thầm nó sẽ copy một cái bản sao nữa. Nhưng nó chưa có dán đâu các bạn, hiện giờ nó đang copy nó chưa có dán đâu. Bây giờ các bạn copy xong rồi các bạn mở cái bản mã tiếng Việt lên nè. YubiKey nè. Các bạn click chuột phải vô cái bản mã tiếng Việt YubiKey nè. Các bạn chọn hay là công cụ. Được chưa? Công cụ hay là bấm tổ phím Ctrl Shift F6 á. Nha, giờ chọn chữ công cụ nè. Rồi, nhớ thầy cái đặc điểm nha. Cái nguồn các bạn chọn thầy cái mục đó là Unicode. Cái đích đến các bạn chọn Windows, tại vì cái đích đến của mình cái phông chữ nó là Vini. Thì bạn sẽ chọn nó Windows, check cho cái chọn là chuyển mã clipboard, là chuyển mã trong cái mục clipboard này bạn copy á. Rồi bấm chuyển mã nha. Nhớ nguồn là chọn Unicode, tại vì cái phông chữ Times New Roman nó ứng với lại cái bản mã Unicode. Đích là phông chữ Times New Roman thì nó ứng với cái bản mã đó là Windows. Nhớ nguồn là Unicode, đích là Windows, check cho cái này, bấm chuyển mã. Ok. Thành mất dương máy thành công à, bấm Ctrl V đây. Rồi, bạn thấy trên đây là cái phông chữ Times Roman, dưới đây là cái phông chữ VinTime màu mạch. Nha, vẫn thấy được chữ nha, vẫn đọc được nha, ngon lành cành đào. Nha, rồi thầy nói là cái thao tác này một chút nè. Sau khi các bạn gõ xong nha, các bạn sẽ quét khối này, các bạn sẽ dùng copy thôi. Copy thôi, nha. Sau đó các bạn chọn cái chức năng gõ tiếng Việt. Chọn chuyển mã nhanh. Nguồn là Unicode, đích là Windows. Check chưa cái này, bấm chuyển mã. Bấm chuyển mã xong rồi bấm Ctrl V ra thôi. Dạ, yeah, lưu cái này lại. Đó là câu 7, câu 8 nha. À, câu 9 là đặt thuộc tính. Đặt thuộc tính ẩn cho CPU, chỉ đọc cho phần mềm ha. Thì mình quay lại cái phần cứng nè. CPU thuộc tính ẩn thì lít chuột phải vô thư mục nè. Yeah. Thư mục thuộc tính ẩn lít chuột phải vô thư mục nè. Cộng double T. Hết tên là ẩn nha, ẩn là đã mất á, đã mất không? Còn phần mềm thì là read only, read only là bạn phải đỡ cho nó chết gì nha. Ok, ok, đó. Rồi, tuy nhiên cái cuối cùng là các bạn, cái bài tập này nó bắt buộc các bạn là nộp cái file Word chứ không phải là nộp cái file hình nha, sau đó nó không phải nộp cái file nén nha. Cái bài này nó đắc lý ở chỗ là nó yêu cầu các bạn nộp file Word. Đó. Thì các bạn, hồi nãy các bạn nhớ cái file Word của mình cái câu này nè. Cái câu mà các bạn tạo cái trong ứng dụng là các bạn tạo Word và các bạn trình em thêm cái bạn thêm chữ module 2 nữa. Thì nó yêu cầu các bạn nộp cái file Word này nha. Nó chỉ yêu cầu bạn nộp file Word cho file Word file nén. Sau khi các bạn làm xong có 9 câu thôi nha các bạn. Câu 10 các bạn bỏ đi, không có làm. Câu 10 là câu nén mình để làm ở câu 6 rồi. Có 9 câu rồi. Sau khi các bạn làm 9 câu ha. Bạn mở lại cái file Word ở cái câu số 2 các bạn nè. Đó, thì các bạn sẽ gõ. Thì chết bài rồi. Câu này nó đang ở chế độ read only rồi nha. Các bạn gõ cái chế độ read thuộc tính read only rồi ha. Đó, các bạn lấy chuột quả vô đây nè. Bỏ chết này ok ha. Rồi. Đây là câu 1, câu 2, bạn tạo thư mục, tạo tập tin. Chưa? Rồi bạn sẽ làm tiếp câu 3. Câu 3 thì các bạn sẽ chụp cái hình này lại. Câu 3 các bạn mở cái Word Excel PowerPoint nè, bạn mở một cái thôi ha. Chưa? Câu 3 bạn chụp vô đây nè, bạn chụp, bạn chọn được cái Word nè, bạn chụp. Rồi bạn có thể ghi như câu 3 và câu 4 luôn cũng được. À, câu 3, câu 4 là câu 3 tạo lập tin và câu 4 là tìm kiếm nè. Rồi, câu 5 là các bạn bấm Shift Delete. Ê, nhầm. Đây là câu 3, đây không phải câu 4 đâu. Đây là câu 3 nha. Okay. Yeah. Là câu 4 là ở đâu đây? Câu 4 là các bạn bấm Shift Delete chứ. Bấm Shift Delete thì bạn chọn cho nó. Yeah. Ví dụ thì chọn cái này. Yeah. Bạn bấm Shift và Delete. Nó hiện ra cái này, nó hiện ra cái khung này nè. Đó, thì bạn chụp cái này lại. Bạn dán qua. Cái này là câu 4. Yeah. Phải đọc cái chữ tiếng Anh này, ta biết các bạn bấm Shift Delete. Nha. Rồi. Câu 5.
Câu 5 thì nó giống như cái câu số 3 vậy. Bạn có thể copy câu số 3 bạn gõ lại, tại vì trong cái thư mục Word nó có ba cái file tìm kiếm nè. Ba cái file tìm kiếm dưới một dưới 50 KB nha. Rồi, câu 6. Câu 6 là một cái file nén. Câu 6 là một cái file nén thì mình sẽ vào cái phần mềm này. Mình chụp cái giao diện của file nén này nè. Bỏ lên đây ha, phải biết là các bạn đã nén rồi. Được chưa? Rồi, câu 7. 7 và 8 ha. Câu 7 và 8, bạn đặt hình chỏ vô cái file Word này nè. Cái file nãy bạn gõ cái nội dung Word á này nè. Dạ, rồi thầy đặt một tính. Thầy đặt một tính chỉ đọc rồi, nhớ gỡ ra nha. Rồi các bạn đặt hình chỏ vô cái tham này nè. Rồi các bạn chụp cái hình này lại. Là phải biết các bạn đã chuyển mã ha. Hai khổ thơ, một khổ thơ trên đây. Video đâu các bạn chuyển động đi tham như thế này. Bạn không biết khối bạn chụp luôn cũng được. Để thầy biết các bạn đã chuyển mã thành công bốn khổ thơ này ha. Là câu 7 là nhập, câu 8 là chuyển mã ha. Rồi câu 9 là mình đặt thuộc tính thôi. 9. Dạ. Đây, mình sẽ đặt thuộc tính thì mình sẽ làm như thế nào? Đó, mình sẽ lấy chuột phải vô cái này ha. Đặt thuộc tính chỉ đọc thì mình check vô cái mục đó là read only này. Rồi chụp cái hình này lại cho thầy. Đó. Đó, read only. Còn ẩn thì sao? Bạn lấy chuột phải vô cái cũng cái thuộc tính đó luôn nha. Bạn chọn chọn đúng cái thư mục nha, chọn đúng cái thư mục, ví dụ như là thư mục CPU ha, cho nó hiện ra lại nè. Đó nha. Đó, chọn thư mục CPU, chết cho thuộc tính ẩn nha, chụp cái hình này lại, dán vào bên này. Đây, rồi bạn nộp, các bạn nộp file á, thì bạn lưu cái file Word này lại, up cái file Word này lên nha. Ok, cái file Word này lên chỗ cái nộp bài nè. Nộp bài module số 2 á, tại vì cái nộp bài nó chỉ nhận cái file Word thôi các bạn. Không biết hệ thống nó setup cái kiểu gì mà nó cho bạn nộp. Chỉ nhận cái file Word thôi. Đấy. Chưa? Vậy mình sẽ làm 9 câu. Chụp hình vô các bạn nộp trên file Word này nha. Được chưa? À, nó chỉ cho bạn nộp cái file Word này thôi nha. Nhớ tắt lưu và tắt lại ha, up lên. Được không ạ? Alo lớp ơi, lớp của hình dạng được. Dạ được rồi. Dạ được thầy ơi. Rồi đó là vậy đó. Sao nói đi em, ai hỏi gì nói đi. Ai hỏi gì nói đi ạ. Đó, mình sẽ đọc cái file Word nha các bạn nha. Mình sẽ đọc file Word ha. Rồi, cái bảng này thầy cũng để ghi lại cho hình cho các bạn. Rồi ha. Rồi đó là bài tập của mình, đơn giản lắm, có 9 câu rồi ha. Đơn giản, làm lấy điểm thôi. Được được chưa? Rồi. Có thắc mắc gì bật mic lên nói đi các bạn. Rồi không có thì mình chuẩn bị làm trắc nghiệm rồi mình nghỉ. Thầy còn làm bài giờ lên làm bài test. Trắc nghiệm hôm qua làm thử 5 lần phải không thầy? Không, giờ làm bài test gì nữa, giờ mình làm kiểm tra luôn chứ đâu có test tiếp gì đâu. Bát là gì thầy? Từ từ. Bây giờ thì em làm qua làm thử 5 lần, nay lên làm trực tiếp luôn. Đây là kiểm tra luôn á, một tí thầy gửi cho các bạn cái bát kiểm tra nha. Được chưa? Một tí cho bạn, thầy gửi cho các bạn cái bát kiểm tra. Bây giờ có đặt thắc mắc gì hỏi không có thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị kiểm tra nha. Hôm bữa trước, hôm qua là thầy kêu các bạn về nhà ôn tập 5 lần. Để hôm nay kiểm tra nha. Những cái bát kiểm tra, những cái trắc nghiệm á, đều có bát đó nha các bạn. Còn ôn tập nó không có bát. Ôn tập, để mình ôn tập là kiến thức thôi, chứ không lấy điểm. Còn cái kiểm tra đây sẽ lấy điểm để đánh giá học phần, đánh giá trọng số điểm nha các bạn nha. Cái form này không phải là cái form VinnyTime nha. VinnyTime nó sẽ có cái form có chữ gạch ngang qua nha các bạn. Đó nha. Rồi. Thầy có link group Zalo không thầy? Không, thầy không có Zalo, Ua, Zalo gì đây nha. Tôi không biết gì, cái nhắn tin trên cái group Microsoft Team này nha. Được chưa?
tôi không có chơi Zalo đâu, mà ta có, mà tôi có chơi mà tôi cũng không cho các bạn đâu. Đó là cái kênh riêng tư của tôi rồi nha. Các bạn cứ gửi qua cái Microsoft Team này nè, cái gửi tin nhắn cho tôi nha. Rồi bây giờ các bạn vô trang học trực tuyến của mình, các bạn click vô cái lịch nè. Rồi các bạn sẽ làm trắc nghiệm ha. 5 phút nữa mình sẽ bắt đầu làm trắc nghiệm nha. Thầy sẽ gửi cho các bạn, thầy gửi link trước nè. Đúng rồi. Bài tập của mình này, bài tập module số 2 này hạn chót là hết thứ bảy tuần sau nha. Hiểu thầy nói không ạ? Thầy cho các bạn làm một tuần, các bạn làm 9 câu này. Cố gắng làm càng sớm càng tốt. Bạn nào nộp bài thứ nhất là có điểm, thứ hai là để phục vụ cho cái việc điểm danh. Hiểu thầy nói không ạ? Các bạn hiểu thầy nói không ạ? Hello. Dạ hiểu thầy ơi. Dạ hiểu. Dạ hiểu thầy ơi. Ok ok, nhớ cố gắng làm càng sớm càng tốt nha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm trắc nghiệm nha các bạn nha. Các bạn vào cái link này. Được chưa? Kiểm tra trắc nghiệm module số 1 nè. Đó, sinh viên nộp bài tập module số 2 lên trang nên nộp đúng hạn sẽ được ghi nhận điểm nha. Rồi, kiểm tra trắc nghiệm module số 1. Các bạn click vào. Rồi, thầy sẽ gửi cho các bạn một cái password. Password kiểm tra module 1 đó là 213, được chưa? B2M1. Rồi, các bạn nhập, các bạn làm đi ạ. Cố gắng làm điểm cho cao cao một chút nha. Được chưa? À, để nó tính điểm tổng kết nha. Điểm này nó tính vào điểm cuối kỳ nha các bạn nha. Rồi, password là 213B2M1. Nhập vô và làm. Ai cũng phải làm nha. Điện thoại cũng làm được nha các bạn nha. Không nhất thiết phải chơi máy tính đâu. Rồi, làm thử đi các bạn. Làm thiệt, vô xin lỗi, làm thiệt luôn đi các bạn. Có trục trặc thắc mắc thì bật mic lên nói nha. Trong quá trình xảy ra có chuẩn bị lỗi gì đó thì báo phải cho thầy xử lý. Đây, làm đi các bạn.
Hello. Ơi sao em? Chị em vô lại cái bài tập đấy ạ. À, bạn Văn ơi, em ao bớt một cái thiết bị đây nha. Em đang sử dụng hai thiết bị, em join vô một chỗ khi em nói nó bị vang cái tiếng đó. Có nghĩa là em vừa sử dụng điện thoại mà vừa sử dụng máy tính á. Em ao bớt một cái rồi đỡ một cái em nói không, hoặc là em bỏ thiết bị khi nó xe đang xíu. Rồi nói đi em, hỏi đi em. Vô cái chỗ bài tập lại với em tìm nó thấy. Vô cái chỗ bài tập gì em? Cái là chỗ mà làm được. Trách nhiệm với thầy. Ở trắc nghiệm thầy cứ gửi cái link trên mục comment nè. Nè, trong cái mục thầy sợ các bạn vô không được, thầy gửi trong cái mục comment nè. Dạ, cảm ơn. Đó, cái link nè, cái link trắc nghiệm nè. Bạn click vô đây là nó bay tới cái link trắc nghiệm luôn. Nhập password vô làm thôi. Giờ còn không thì bạn phải vào trong cái lịch trình giảng dạy của mình nè. Nha, lịch trình chi tiết cái buổi học nè. Nha. Rồi cái mình chọn cái buổi số 2 dưới này nó có kiểm tra nè. Mấy buổi sau cũng vậy nha, các bạn xong rồi bấm next cái mình qua buổi 3, buổi 4 nó cũng có cái link hết cho các bạn nha. Đó. Thầy ơi, mình làm xong rồi làm gì nữa thầy? À, ủa làm xong rồi làm gì mình lỉ chứ gì? Không, em hỏi trước rồi thầy. À. Em xong rồi nếu các bạn không có câu hỏi gì nữa mình nghỉ thôi. Dạ rồi. Bữa nay mình học nhẹ nhàng vậy thôi chứ đâu có gì đâu khó. Môn này học nhẹ nhàng lắm. Vậy là làm xong là ao ra nghỉ đúng không thầy? Ờ, làm xong nếu không có thắc mắc thì các bạn nghỉ. Điểm điểm danh là thầy sẽ dựa vào bài tập của các bạn nộp nha. Thống nhất gì chưa? Rồi, rồi, ok. Cảm ơn thầy. Rồi, ok nha. Ai làm xong trắc nghiệm nghỉ. À, giờ 10 phút sau mà cũng không ai hỏi gì thầy cũng tự ao luôn. Nha, cố gắng làm cho điểm trắc nghiệm nó cao cao xíu. Điểm trắc nghiệm là tính vô điểm cuối kỳ đó nha. Đó, clip bài giảng hôm nay chừng nào kết thúc cái này nó mới có clip nha em.